Nông dân xin chào các bạn. Hôm nay mùng 8 Tết, đầu năm nông dân chúc các bạn Tết vui vẻ. Rồi bữa nay sẵn trời gió đi câu không có được á. Rồi nông dân lên chia sẻ cho các bạn giao lưu. Rồi mình giới thiệu mấy cần cho các bạn để chuẩn bị câu cá. Bây giờ nó đã đến mùa cá dìa rồi nha các bạn. Rồi bây giờ là mình giới thiệu từng món ra cho các bạn để chọn đi câu. Thì trong đây mình có mấy món cần, thì nó có hai loại cần, một loại cần cá giò, một cần cá dìa. Mà bây giờ mình giới thiệu từng sản phẩm cho các bạn xem. Rồi các bạn tham khảo, người các bạn nào mà mới tập câu thì vào kênh của nông dân để chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau và học hỏi thêm. Thì bây giờ trước tiên là mình giới thiệu qua cái rường Hà Nội này. Cái dìa thì câu rất là nhiều loại rường, chứ mà mình chỉ áp dụng hai loại rường là đạt chuẩn, thành ra mình áp dụng. Thứ nhất là cái rường đây là cái rường Hà Nội. Đó, rường Hà Nội mình câu án nha các bạn. Rồi. Đây là cái cần nông dân độ. Tại sao là cái cần mình độ nó như thế này? Là mình áp dụng vào cái con cá nó ăn mực nước nào, rồi cái tầm cái vừa cái tay để mình câu các bạn ạ. Thành ra là mình độ ra là nó chuẩn xác để cho các bạn câu là vừa tầm, chứ không cần độ đi độ lại, chỉ các bạn mua về là các bạn chỉ câu thôi. Thì đây là cái rường Hà Nội nha, đây là rường Hà Nội nông dân mình bán rường, bán cần và bán tất cả bộ, bán nguyên một bộ vậy. Nếu như các bạn nào muốn mua là nguyên bộ vậy, nó vừa có nhợ và vừa có rường. Đây là giới thiệu qua rường Hà Nội. Cái thứ hai cũng câu cái dìa, đây là cái rường tỏi nha các bạn. Đây là cái rường tỏi nè. Đó, cái rường đây là rường có ngạnh, mà mình cũng câu cái dìa mà câu rong. Rường đây cũng câu cái dìa. Rồi rồi qua mình giới thiệu cho các bạn là cái đây là cái cần con cá giò, nó dài hơn. Rường này là cái rường số 2 nha các bạn, để gần xét lại cho các bạn xem. Rường số 2, rường đây là rường số 2 đấy. Đó, bây giờ là dàn cần của mình đây. Cái đây thì mình chỉ mới có làm ghế thôi, là mình chưa làm cá, nó rất là nhiều. Rường đây là rường Hà Nội, rường đây là rường cái dìa, rường con rong. Còn này là rường số 2 nè các bạn. Rường số 2 câu cám, câu cơm là câu con cái dò. Đây các bạn ơi, cám mình mua là cám số 1 cho các bạn câu. Là cái cám này là câu chuyên dùng để câu con cá giò và con cá chim nha các bạn. Mình chia lẻ cho các bạn để đi câu. Đó. Còn rộng này là rộng đây, rộng cá dìa nè các bạn. Rất là dài, rộng 1m2 nha. Vành bằng inox. Đó là sáng nay là mình chia sẻ cho các bạn để chuẩn bị dụng cụ cần rồi đi câu, hay là các bạn tham khảo. Mùa này là bắt đầu là đang vào mùa con cá dìa rồi nha các bạn. Bắt đầu qua mùa xuân là cái dìa nó sẽ đã có. Thành ra là các bạn chỉ chờ trời im là các bạn đi câu thôi. Thành ra là cái con cá dìa này là bây giờ là mình lên mình chuẩn bị cần được cho các bạn để các bạn đi câu. Thì các bạn nào mà có yêu thích nông dân, các bạn nhớ chưa đăng ký kênh, các bạn đăng ký kênh ủng hộ cho nông dân và vào để giao lưu. Rồi nông dân là phục vụ cho các bạn mới tập câu, đi câu cho nó đạt yêu cầu. Còn các bạn nào mà vào tham khảo, ví dụ như có cái gì thắc mắc cá hoặc là ăn mồi gì, rồi các bạn ở vùng nào thì mình sẽ tư vấn vùng đó cho các bạn.
chứ nó không phải là chính xác, nó nhất thiết là 100% là nó phải như vậy, tại vì mỗi con cá nó ở mỗi vùng nó ăn khác nhau nha các bạn. Mà cá thì nó có theo mùa, ví dụ là mùa nào là cá nào, mùa nào cá nào, là nông dân này sẽ tư vấn cho các bạn tham khảo đó. Thì bây giờ trước tiên là cái mùa này đã đến mùa con cá dìa, thì nông dân nói về chủ đề con cá dìa để cho các bạn chuẩn bị cần đi câu. Nếu như mà các bạn nào mà mới tập câu thì nông dân này khuyên các bạn là nên chọn cái thứ nhất là cái rường Hà Nội này và cái cần này là đạt chuẩn nha các bạn. Rồi nông dân đã chia sẻ tới đây là cũng hết ý rồi, cho các bạn nào vào và xem kênh nông dân thì tham khảo. Nếu như các bạn còn thắc mắc thì các bạn cứ liên hệ cho nông dân. Rồi nông dân chúc các bạn đầu năm nhiều hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Rồi nông dân xin chào.